em thân mến, trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, truyện cổ là một thể loại vô cùng giá trị và có ý nghĩa. Để biết rõ điều đó, tiết học tập đọc hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài Truyện cổ nước mình, sách tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang 19. Trước tiên, mời các em quan sát tranh minh họa cho bài đọc. Trong tranh vẽ nàng tiên, ông Bụt. Đó là những nhân vật trong truyện cổ, hiện thân của những con người nhân hậu mà bài học hôm nay muốn nói đến. Chúng ta bước sang phần thứ nhất của bài học, đó là phân chia đoạn thơ. Bài thơ chúng ta gồm có 5 đoạn như sau. Các em hãy nhìn lên màn hình rồi đánh dấu đoạn thơ vào sách giáo khoa của mình nhé. Chúng ta bước sang phần thứ hai của bài, đó là luyện đọc từ và câu. Ở dòng thơ thứ nhất có từ truyện cổ. Trong tiếng truyện có âm đầu tr. Các em đọc lại từ này theo cô. Truyện cổ. Ở dòng thơ thứ hai có từ sâu xa. Trong tiếng sâu có âm đầu sr. Tiếng xa có âm đầu sr. Mời các em đọc lại. Sâu xa. Khi đọc bài thơ, ngoài việc phát âm đúng, các em cần chú ý ngắt nhịp thơ cho đúng chỗ thì mới thể hiện được cái hay, cái đẹp của bài thơ nhé. Bây giờ các em hãy nhìn lên màn hình rồi dùng bút chì đánh dấu ngắt nhịp thơ vào sách giáo khoa của mình. Chúng ta sang phần thứ ba là tìm hiểu nghĩa của từ. Trong bài có từ người ngay, là người ngay thẳng thật thà. Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa, có nghĩa là trải qua nhiều thời gian mưa nắng. Nhận mặt ông cha, là nhận ra truyền thống tốt đẹp của tổ tiên. Độ trì là cứu giúp, che chở. Độ lượng là tính tình rộng rãi, dễ tha thứ.
Đa tình là giàu tình cảm. Đa mang là quan tâm, lo lắng đến người khác. Chúng ta bước sang phần thứ tư của bài học, đó là tìm hiểu nội dung bài đọc. Câu hỏi thứ nhất: vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà? Bây giờ các em hãy đọc thầm đoạn thơ thứ nhất trong bài, rồi cho biết trong đoạn thơ này nói lên những phẩm chất nào của con người nhé. Tác giả yêu truyện cổ nước nhà vì truyện cổ ca ngợi những người có phẩm chất đáng quý như nhân hậu, thương người, hiền lành, thật thà. Ngoài ra, trong truyện cổ còn có một ý nghĩa tuyệt vời, sâu xa. Câu hỏi thứ hai: bài thơ gợi cho em nhớ đến những truyện cổ nào? Các em hãy đọc thầm đoạn thơ thứ tư trong bài, rồi suy nghĩ trả lời. Đoạn thơ thứ tư gợi cho ta nhớ đến truyện Tấm Cám qua hai câu thơ: thị thơm thị giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà. Cô Tấm đã hiện thân từ một quả thị để làm con một bà cụ sống đơn độc. Hàng ngày cô giúp đỡ bà làm việc nhà. Hai câu thơ đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì gợi cho ta nhớ đến câu chuyện đẽo cày giữa đường. Chuyện kể rằng có một anh nông dân mang một khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo thành một cái cày. Cứ mỗi lần có một người đi ngang qua góp ý thì anh lại sửa chiếc cày theo ý của người đó. Cuối cùng chiếc cày trở thành một đống gỗ vụn. Anh nông dân không còn cơ hội để đẽo cái cày theo ý của mình nữa. Câu chuyện khuyên ta làm việc gì cũng phải có chủ kiến của mình, biết tiếp thu ý kiến một cách có chọn lọc thì mới thành công. Câu hỏi thứ ba: ngoài hai câu chuyện vừa nêu trên, em còn biết thêm những truyện cổ nào khác thể hiện lòng nhân hậu của người Việt Nam ta? Các em hãy nhớ lại xem. Chúng ta có truyện Sự Tích Hồ Ba Bể và truyện Nàng Tiên Ốc là hai câu chuyện chúng ta đã được học. Ngoài ra còn có những chuyện như Thạch Sanh, Sọ Dừa, Sự Tích Rầu Cau là những câu chuyện rất hay. Ngoài những chuyện này ra, ta còn có rất nhiều những câu chuyện cổ tích hay nữa. Các em có thể tìm đọc qua sách hoặc qua mạng internet nhé. Câu hỏi thứ tư: các em hãy đọc thầm hai dòng thơ cuối bài, rồi cho biết ý nghĩa của hai dòng thơ này nhé. Hai dòng thơ: tôi nghe truyện cổ thầm thì, lời ông cha dạy cũng vì đời sau. Có nghĩa là truyện cổ chính là lời răn dạy của ông cha ta đối với đời sau. Chúng ta bước sang phần thứ năm, đó là luyện đọc diễn cảm. Khi đọc diễn cảm, các em cần chú ý ngắt nhịp thơ cho đúng và nhấn giọng các từ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của con người, như là từ yêu, nhân hậu, tuyệt vời, sâu xa, thương người, hiền, người ngay. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc bài thơ và dò vào sách giáo khoa của mình. Truyện cổ nước mình. Tôi yêu truyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm. Ở hiền thì lại gặp hiền, người ngay thì được Phật tiên độ trì.
mang theo truyện cổ tôi đi, nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa. Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa, con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi. Đời cha ông với đời tôi như con sông với chân trời đã xa, chỉ còn truyện cổ thiết tha cho tôi nhận mặt ông cha của mình. Rất công bằng, rất thông minh, vừa độ lượng lại đa tình đa mang. Thị thơm thì giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà. Đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Tôi nghe truyện cổ thầm thì, lời ông cha dạy cũng vì đời sau. Theo Lâm Thị Mỹ Dạ. Sau khi học xong bài Truyện cổ nước mình, các em có hiểu ý nghĩa bài thơ này không? Bài thơ ca ngợi kho tàng truyện cổ Việt Nam chứa đựng nhiều kinh nghiệm sống quý báu, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của con người. Vậy các em hãy nghe lời dạy của cha ông, rèn luyện tính nhân hậu, thật thà, chăm chỉ để trở thành người sống có ích các em nhé. Ở nhà các em hãy học thuộc lòng đoạn 1 và 2 trong bài, tập trả lời lại 4 câu hỏi dưới bài đọc và chuẩn bị bài mới Thư Thăm Bạn. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em.